Con đấy thì đương nhiên nó vẫn là con đấy rồi, mất con đấy đi rồi thì làm gì có con nào thay thế con đấy được. Dạ. Bảo con đấy thì mãi mãi là con đấy rồi, bây giờ mất đi rồi thì làm sao có con nào thay thế được. Như muốn cho được cái con cho đạt tiêu chuẩn bây giờ thế mới gọi cho anh đó. Thì bây giờ mà ở đây cái trường em cũng có ba bốn con nhưng mà em đổi con nó cả đạt tiêu chuẩn. Chú bây giờ chú không những là phải là 3 triệu mà 6 triệu bây giờ chú đưa cho anh cũng không tìm được con nào như mà anh để cho con 3 triệu cho chú. Chú thổ đồng, gáy sướng, chân đỏ, đẹp. Ở đâu? Bảo bây giờ mà con đưa cho anh 6 triệu là anh không kiếm được con thứ hai như con 3 triệu vừa rồi anh bán cho chú đâu. Bây giờ nó đã gọi là được, nhưng mà cái giống như thế là thành ra để cho chú tiếp ngẩn ngơ như thằng thất tình. Em cũng tiếc lắm cho con chim, con chim khôn là con cá to là con cá mật đấy. Lần sau thiết kế cái cửa lồng làm sao cho nó ấy vào không bao giờ ra được chim á, làm cái dây chun này con lò xo á, lúc nào mình thò vào là mình phải kéo nó lên, lúc nào rút tay ra cái là tự cái dây chun nó kéo xuống. Còn chim quý em, là em như ở đi như là mua một cái khóa xong khóa lại quắm cái khóa về ruộng luôn. Không, khóa thì đương nhiên mình vẫn phải mở, nhiều khi trăm lần phải có một lần nó quên thì có nhất là cứ làm cái kiểu tự động, cái tay đưa ra ngoài thì tự cửa nó kéo xuống. Cái cửa em hình dung như kiểu là cái cửa mà người ta gọi là cái cửa lật ý. Đấy. Khi mình lùa tay từ ngoài vào cái là cái tấm bìa nó lật vào đằng trong nhá. Khi mình làm xong rồi mình đưa tay ra cái là cái tấm bìa tự nó lật xuống. Đấy. Hiểu rồi. Con chim nó không có tay nó không kéo cửa lật được, mà nó phải có lỗ thì nó mới phi được ra. Hết cái cửa lật rồi, xong cái cửa lật rồi đấy, lại còn có một cái cửa trượt dọc như kiểu là mình piston mình bơm ấy. Đấy. Dạ. Đã làm như thế thì nó mới sướng như bây giờ. Còn cái video của cái con thổ đồng đấy thì thỉnh thoảng mở lại xem cho nó đỡ nhớ. Sao nào, anh có một con cũng được đấy, để tí nữa anh thử quay ban ngày xem là có khi ban ngày chân nó lại đỏ hơn thì sao. Nói chung là em là hình về được tí đấy. Chứ về đấy chứ nhiều con. Thật ra anh cũng nhiều con ở cái bản đấy, nhiều con thần đẳng cấp rồi. Cho nên là dư về mất kém đi tí mình. Đúng rồi. Gặp em này xinh nhất rồi, gặp em khác làm sao mà thuyết phục được mình. Về giờ cái bản đấy còn 4, 5, 6 con cùng đầy. Nói chung nó cùng có tuổi rồi, cùng cuối cùng. Nói chung nó cùng hay. Bây giờ con của mình thì con em vừa trước anh để thì đúng con thì về hết. Về bọn chúng nó cùng phải để. Con anh để cho em là bọn kia đến là phải lễ luôn đúng không? Đấy đúng rồi, em phải nói thật là vì con chim hay là mình phải nói hay. Nhưng mình đừng có nói chim hay không hay mà mình nói không hay là không được. Hay thật thế là lại tâng bốc anh Thao lên. Đó, ai có đi tâng bốc anh Thao làm gì, anh nói em biết chứ. Anh phải cố lên em nha, vì em đi nói chung cuộc đời vai chàm còn nắm về nắm phải nắm lại đấy thôi chứ. Nói thật chứ, con chim khôn là mấy con chim hay là mình phải nói thật sự chứ, đừng nói phải bốc chứ cả thần rõ ràng đó chứ, phải bốc chứ. Đấy là con đấy là chơi được bao nhiêu tháng vậy? Mới được 4 tháng. 4 tháng thì vừa đến cái độ tầm gọi là nó quen. Là bắt đầu nhích được khoảng 20 ngày 1 tháng là đến là bắt đầu chơi chung à? Sau 20 ngày là chơi chung. Mà em chăm hình lắm, cũng kiểu cái cảm giác có. Loại gì cũng có. Cũng có cái cảm giác, cảm dừa lông, cảm dừa chim dơ, gọi là không có cái loại cảm giác đó. Thế là có thằng nào nó gạ mua chưa? À gì? Mà con chim đấy có thằng nào nó gạ mua chưa? Đúng rồi, cùng là chúng cùng gia gia. Thì bây giờ là tiêu chuẩn một con mãng cống phấn hồng chân đỏ đúng không?
Thì coi anh kiểm tra cho em cái đó coi thật đó, vì anh ở gần con chim đó thì anh lắng nghe từ đó em cái, vì qua video nhiều khi em nhìn thì hình cũng không không được chính xác cho lắm, anh nó thật sự thì em thật mắt tiền chính xác hết. Thế còn quá video thì nói thật em cũng nhìn nó, nhưng mà cũng nói thật là quá video thì nói thật ra anh cũng thấy hết được. Nó đỏ nhưng mà nó lại hơi tím đúng không? Cái gì ạ? Mà chỉ sợ là nó đỏ nhưng mà nó lại hơi tím. Đỏ đỏ mà chỉ có tím. Đỏ gạch non ấy, đỏ gạch non đỏ hồng ấy. Đỏ thế cái hình của cái chân đỏ đỏ, chân đỏ là này, cái nhất là này, thứ hai nữa là hình con chim hình về tiêm phun chim lên phải ngừng cao đâu, con chim đấy, con chim của cái đâu chuột gần những cái con quà Con chim khôn là con ngẩng cao đầu, câu chuyện của chú hay đấy. Rồi ok, rồi rồi đợi anh tí nhá, để anh xem có con nào ưng đúng cái tiêu chuẩn của chú, anh đăng luôn bây giờ nhá. dạ 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 Rồi rồi chào chú. Ok. rồi ok anh.